Cư Quyên là một huyện thuần nông của Đắk Lắk với gần 20 dân tộc chung sống. Cùng với địa hình hiểm trở và đất đỏ ba gian, nơi đây chủ yếu canh tác những loại cây như cao su, cà phê và tiêu. Chuyến xe nông nghiệp sạch ngày hôm nay đang có mặt tại Cư Quyên để đưa chúng ta về những vườn tiêu vào mùa trĩu quả. Những cây tiêu đây là mình trồng được bao nhiêu lâu rồi chú? Có loại 10 năm. Giờ đây thì có quả chín rồi này. Đúng rồi, tiêu mùa này là nó chín rồi đấy. Như cây này là được khoảng độ là 8 năm. Đây là giống tiêu người ta gọi là giống tiêu Vĩnh Linh. Tiêu Vĩnh Linh này là được đưa vào thì cũng tương đối lâu rồi, 2001-2002 đã có. Dạ. Một năm trồng, 3 năm chăm sóc, năm thứ tư thì đưa vào thu bói. Năm thứ năm là gọi là thu chính thức. Chuối ở đây cháu thấy cái chùm mà nó chín đỏ rồi này. Thì những cái hạt này mình có thể lấy để làm giống cho vụ sau được không? Ít khi người ta làm giống bằng cái hạt, mà người ta làm giống bằng cái thân cây. Mà cái thân của nó là phải lấy những cái dây còn xanh thế này, dây bánh tẻ. Khi mà mình trồng cây ấy, thì mình có phải đào cái ụ đất lên cho nó không chú? Mình phải đào hố dài 60, rộng 50, sâu 50. Phân chuồng ủ hoai xong bỏ xuống, rồi bỏ thêm ít vôi, xử lý hố. Cái cây này nó có ưa nước không chú? Cây tiêu này này. Cây tiêu này thì nói chung rằng nó chỉ có là trong cái mùa khô này á, nếu trường hợp quá khát, nó khô quá nhiều, thì mình chỉ nên tưới ở dưới gốc. Có hoa thì mình không nên tưới nước. Tưới nước vào là mức độ đậu của nó thấp lắm. Với mỗi một cây tiêu như thế này, nếu mà vào vụ của nó thì cho thu hoạch được nhiều tiêu không chú? Một cây như cái loại cây này thì bình quân như vậy là một cây như vậy có khoảng độ 3,5 kg đến 4 kg tiêu khô. Cái hoa của nó mình vẫn phải hái đi luôn. Hái đi để cho nó đảm bảo cái cây. Dạ. Rồi đồng thời cho nó ra cho nó đúng vụ. Và mình cứ hái xuống là có những cái bạt ở dưới này để hứng đây. Đúng rồi, phải có bạt ở dưới để hứng chứ. Tại sao mình không cầm cái bao bên cạnh để mà mình bỏ vào? Ô làm vậy thì lâu lắm. Cứ tuốt thế này thôi. Cầm rứt nó ra. Có cành nó phải mình phải giữ, một tay giữ, còn dạ. Một tay rứt. Không thì nó bứt mất cái cành này đi. Vâng ạ. Cái này thì nó nhiều nhựa lắm. Dạ. Nó nhiều nhựa lắm cho nên là khi hái là phải đeo bao tay, nó đúng tiêu chuẩn hơn. Cái lá tiêu này nhìn rất giống lá trầu chú nha. Thì nó cùng họ với nhà trầu mà. Cái mùi này của nó này, cháu ngửi cũng rất giống mùi lá trầu. Là mùi đặc trưng. Thời điểm nào để mình thu hoạch là thích hợp nhất hả chú? Cứ 7 giờ là bà con người ta giúp cho là đến người ta hái. Cháu cảm ơn chú ạ. Chúc chú cũng như hợp tác xã của mình là làm sao tiêu thì cứ được mùa như năm nay này, và giá sẽ còn tốt hơn nữa để đời sống của mọi người sẽ được ổn định hơn. Tiêu, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, được trồng tại huyện Cư Quyên với diện tích khoảng gần 4 hecta, với năng suất từ 2 tấn tới 2,5 tấn trên 1 hecta, tiêu thụ trong toàn quốc.